xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh 1001 câu chuyện nha. Và câu chuyện ngày hôm trước chúng ta đã cùng nhau khám phá bộ sticker có cái túi xách dễ thương như thế này màu xanh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá bộ sticker tiếp theo nhé. Đó, bộ thứ hai có cái nơ màu hồng đẹp như thế này. Và ở bên trong không biết là sẽ có những cái hình dễ thương như thế này hay không nhé. Các bạn cùng xem. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát nhé. Cái túi rất là dễ thương màu hồng có tay cầm để đi chơi. Đó, sau đó mình sẽ mở ra. Wow, không biết bên trong nó sẽ có những sticker đẹp hay không. Wow, chỉ có 5.000 đồng thôi, mua shop PepGB đó các bạn nhé. Chúng ta xem nè, nó sẽ có rất là nhiều hình luôn. Wow. Nhiều ơi là nhiều luôn nha. Đó, phía sau của nó màu vàng. Bên ngoài của nó có những cô gái rất là đẹp luôn như thế này. Đây các bạn xem ha, mình sẽ mở ra. Wow. Không ngờ luôn á nha, chỉ có 5.000 thôi nhưng nhìn những sticker của chúng ta rất là đẹp luôn. Một cô gái nè. Đó, thắt tóc vàng và búi tóc cao lên, nhìn rất là khỏe mạnh và tự tin. Đó, mình sẽ dán cô bạn ở đây nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm một bộ đồ dễ thương cho bạn này. Wow, cô gái nhìn rất là đẹp luôn đó. Bây giờ thì dĩ nhiên mình sẽ tìm cho cô đó là một cái bộ bộ nào đây ta? Mình nghĩ là bộ này đi. Bộ này nhìn nó cũng rất là ngầu và cá tính. Để xem, dán lên. Đó, nhìn ngầu không các bạn? Nhìn rất là đáng yêu luôn đúng không? Hoặc nếu không thích như vậy thì mình cũng có thể là tháo ra. Đây, nhẹ nhàng tháo ra nha. Không có bị rách luôn. Đó, không hề bị rách luôn. Dán lại chỗ cũ. Đó, mình sẽ cho mặc một cái bộ đồ mới này đi. Đó, màu này. Đó, để xem có hợp hay không nào. Wow, wow. Đó, cũng khá là xinh đẹp. Không biết là các bạn sẽ thích bộ đồ nào cho cô gái này hơn. Chúng ta sẽ thay tiếp một bộ nữa đi nhé. Bởi vì mới vô mà mình đã thấy thích cái bạn sticker này quá đi. Đó, tướng đứng đồ rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ mình sẽ thử là mặc cái đầm này nha. Cái váy này với cái áo này. Để xem coi là nó có phù hợp với cô gái hay không. Một cô gái rất là đẹp và cá tính luôn. Ôi rồi, mới vô mà xui quá, mình sẽ bị rách rồi. Sao lần nào mà mặc áo rời cũng không được hết à. Rồi thôi, đành bỏ qua vậy. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ cho cô này mặc cái đầm này đi. Đây, lần cuối cùng mình chọn. Ý, phải chính xác. Và đây, đó, mình cảm thấy là bộ đồ này rất là dễ thương. Còn các bạn thì thấy như thế nào nhé. Rồi, mình đã quyết định cho bạn này mặc bộ đồ này. Tiếp đến thì là một cái bạn này. Trời ơi, bạn này á, dễ thương quá à. Bữa nào chắc mình phải vẽ bạn này quá à. Các bạn xem nè, kiểu như là cột cái bayana trên đầu á, có hoa nữa nè, tóc xòe ra như thế này. Cực kỳ đáng yêu luôn. Hãy đứng kế xem ai sẽ là người xinh hơn. Wow, ai sẽ là người xinh hơn, xinh hơn. Và bộ đồ á, thì mình nghĩ rằng mình sẽ chọn bộ đồ tây đi. Thật ra đó, rất có ít sticker sẽ mặc đồ dễ thương như thế này. Đó, và mình sẽ chọn cho bạn ấy bộ đồ này. Yeah, mặc vô xem có vừa không. Wow, rất là vừa và rất là dễ thương luôn nha. Nhìn đơn giản, giống như hàng ngày chúng ta đi chơi. Và bởi cái sự dễ thương đó thì mình sẽ cho bạn này xách thêm một cái túi xách đi nha. Đây, túi xách sắc màu rất là cưng luôn. Như vậy là chúng ta đã xong tờ 1, cũng có rất là nhiều hình. Chúng ta sẽ đến với tờ tiếp theo. Trời ơi, cũng là những cô nàng rất là xinh đẹp. Cô này là cắt tóc giống con trai nữa chứ. Một cá tính nha. Chúng ta sẽ mở cô ấy ra xem. Trời ơi, cắt tóc là tomboy á các bạn. Đó, phong cách tomboy là bắt chiếc con trai á. Nhưng mà cũng rất là xinh ha, các bạn xem nè. Cũng rất là xinh. Trời ơi, mở đây toàn là đồ của con gái không à. Đồ công chúa không à. Vậy bây giờ cho bạn này mặc cái gì ta? À, mình cho bạn ấy thành công chúa luôn. Mình sẽ cho mặc cái váy hồng đẹp như thế này. Trở ngược lại nè, các bạn xem nè. Thấy cái váy đẹp chưa?
tuy là cắt tóc con trai nhưng mà hãy thử mặc bộ váy này xem. Wow, vẫn rất là xinh luôn nha. Và để cho nó điệu đà phù hợp với lại mái tóc như thế thì mình đính cho bạn ấy một cái nơ ha. Cái nơ ở đâu đây? Đính một cái nơ ở đây đó. Siêu đáng yêu luôn. Và cho thêm một cái túi xách nữa nè. Đó, hãy xách túi xách đi chơi nha. Đó, quá đẹp luôn đúng không nào? Quá trời sticker. Tiếp đến thì cô gái tóc xanh. Đây các bạn xem, cô gái tóc xanh nè, với màu mắt xanh dương luôn. Và body cực chuẩn luôn nha, rất là đẹp luôn. Và có vẻ là cái dáng rất là cao. Nè các bạn xem nè, cái dáng cao như người mẫu luôn nè. Thấy không? So ra là cô ấy rất là cao luôn. Và dĩ nhiên một cô gái thanh mảnh như vậy thì chúng ta sẽ cho mặc một cái bộ váy như thế này. Đó, váy đầm, váy đầm. Mặc vô xem nhé cô gái ơi, cô có xinh bằng tôi. Wow, quá xinh luôn nha. Trời ơi, mới như đây thôi là chúng ta đã thấy quá đẹp rồi. Và nó chỉ có 2 tờ thôi đó các bạn. Nè, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại tờ tiếp theo. Trời ơi, cái bạn này nè, Barbie Barbie, dễ thương. Thôi đi Barbie một hồi nữa, hai bạn Barbie này sẽ sâu đi nha. À, sau đi, bây giờ là người đẹp thì sẽ chung với người đẹp. Người nhỏ nhỏ nè, cái tướng nhỏ nhỏ ngang nhau nè. Thì mình sẽ cho hai bạn này lên trước. Đây, trời ơi, cô gái này cột tóc nè. Cũng rất là cá tính luôn nha. Toàn là những sticker với những cái kiểu tóc đồ rất là cá tính luôn. Đây, các bạn xem. Ôi, yeah. Đây, đứng đây nào cô gái. Hai bạn này nắm tay nhau. Cho hai bạn này nắm tay nhau nhé. Rất là xinh đúng không? Và chúng ta lại tiếp tục chọn đồ. Chúng ta sẽ chọn đồ. Chúng ta sẽ chọn cái bộ này đi. Bộ màu hồng cũng rất là cá tính theo cái mái tóc của bạn đó nè. Đây. Đây 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 đây. Giống ca sĩ ghê trời ơi. Trời ơi, giống ca sĩ chưa? Quá đẹp luôn nha. Và ở đây á, thì á, còn có là cây đàn nữa nè. Và mình nghĩ rằng mình sẽ cho bạn ấy là cầm cây đàn luôn. Đây. Em cầm cây đàn em ha. Em cầm cây đàn em ha. Dán cho chính xác chứ để thôi à. Đó, trăng 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 trăng. Dễ thương quá. Rồi tiếp đến thì là bạn này, tóc vàng và nó xoăn nè các bạn. Sticker này tháo ra rất là dễ luôn nha. Nó không giống như lần trước, nó không có bị dính đó các bạn. Đây ha. Đây. Tướng đứng của bạn nào cũng rất là cá tính hết. Đứng ở đây nào cô gái ơi, cô gái. À, tóc xoăn ha. Các bạn thích bạn tóc xoăn này không? Cũng rất là đẹp nha. Và mình sẽ chọn cho bạn ấy là cái váy vàng này. Váy vàng này ha. Ok. Mặc vào coi. Cô ơi, ơi, cô ơi, cô ơi. Wow, wow. Quá xinh luôn. Ta-da-an. Và mới đó chúng ta đã có được 6 cô nàng rất là xinh đẹp luôn. Chỉ mới tốn có 3 tờ giấy thôi. Và chúng ta còn đến là 1 tờ nè, 2 tờ nè, và 3 tờ. Wow, hãy xem chiếc váy Galaxy này, nó sẽ dành cho cô này hay cô này đấy. Đây. Có sticker này rất là đẹp luôn. Các bạn xem, rất là hiếm nha. Mình rất là thích. Ít khi mà thấy mà sticker mà có cái mái tóc xoăn xoăn như thế này, đóng vai mẹ, đồ rất là hợp lý luôn. Trong những cái câu chuyện sticker đó các bạn. Đó là đóng vai mẹ là rất là hợp lý luôn nha. Đây, đâu rồi, sao mờ dữ vậy nè. Đây, và dáng hả, rất là cao luôn nha, rất là cao luôn như thế này. Và mình sẽ chọn là mẹ mà đúng không, thì mình sẽ chọn là cái bộ váy này cho mẹ đó. Sticker đóng vai mẹ nè đó, sẽ mặc cái đồ này vô. Wow, nhìn thấy sao, rất là đáng yêu đúng không nào. Rồi, và đây là con gái nè. Con gái cũng có cái chiều cao tương tự như mẹ luôn. Đây, các bạn xem.
Để xem nè, mẹ và con đều rất là cao, đứng đứng cho đàng hoàng bằng nhau coi. Đó các bạn xem. Hi, tóc vàng nha. Và dĩ nhiên cô con gái sẽ được ưu tiên để mặc chiếc váy Galaxy đi dự lễ hội. À, biết đâu hoàng tử sẽ chọn làm vợ thì sao? Đó, chiếc váy rất là nổi bật luôn đúng không nào? Rồi, à, như vậy là chúng ta đã xong một ô này nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái ô này. Tên Papi, giống như là một Papi đúng không? Tóc à giống Sakura. Wow, rất là giống Sakura luôn nha mọi người. Và như vậy ở đây cũng có bộ đồ của Sakura. Trời ơi, thì đây là sticker Sakura. Sakura quá dễ thương. Wow, Sakura của chúng ta. Còn có là cả cái cây này nữa nè. Đó, ten. Và có cả là đôi giày luôn nha, đôi giày vớ nè. Nhưng mà để mang như thế này thì chúng ta phải lấy cái áo ra các bạn ơi. Cái áo là phải mặc ở trên. Khó lấy với ta. Không có móng tay á các bạn. Mình có thể dùng tăm nha. Wow, chừng rách. Chừng rách bộ đồ Sakura. Cẩn thận. Rồi, dán cái này xuống cho cái váy chồng lên. Ok, trời ơi Sakura, Sakura. Quá dễ thương luôn. Rồi, à mình có nên cho Sakura xách đồ không ta? Cho luôn đi ha. Mình sẽ cho Sakura xách vào cái túi trái tim để đi chơi. Rồi, tiếp đến thì là cô nàng tóc đỏ này là ai? Cô nàng tóc đỏ này là ai? Có ai biết hay không nào? Đó, rất là xinh luôn. Và cô ấy sẽ mặc một cái bộ đồ như thế này nhé. Giống như là mẹ hay là người hầu hay là gì ta? Không biết nữa. Nói chung là xinh đó. Hay là lọ lem. Có khi nào là lọ lem không? Rất là đẹp. Và cuối cùng chúng ta sẽ quay lại với hai bạn Barbie này ha. Bạn Barbie thứ nhất, trội hai cái má hồng hồng kìa, rất là xinh luôn. Mình sẽ tháo ra. Oh yeah. Rất là papi. Cái người thì vuông như là Minecraft vậy đó. À, đứng thì lùn ơi là lùn luôn đó nha. Nhưng mà sẽ mặc đồ vô. Chọn bộ nào đây ta? Mình chọn bộ váy xanh này đi. Đó, cái bộ váy màu xanh xanh. Tóc thì vàng vàng, mặc váy xanh, tóc màu vàng, chính là em nha. Rồi, tóc màu nâu nâu, cột tóc nhỏng nhỏng, mặt dễ thương, mắt to tròn, người vuông là em nha. Xin lỗi nha, hát hơi dở một chút xíu. Nhưng mà chủ yếu hát cho các bạn vui. Và đây mình sẽ chọn một bộ yếm. Đó, bộ váy yếm nè. Mặc vô xem nào. Quá sức dễ thương luôn. Tuy em nhỏ nhưng em cốt võ, em rất rất là xinh. Wow, và trời ơi, trong cái chỗ mà của những cô gái nhỏ này thì lại có cái vương miện ta ơi. Ôi, tại sao lại có cái vương miện ở đây? Ai sẽ là người đội nó? À, đội trên như thế này được không? Giống như là đồ cột tóc vậy đó các bạn. Đó, quyết định vậy đi nha. Rồi, còn ở đây thì sẽ có cái nơ. Một cái nơ nha. Trời ơi, cưng quá, cưng quá. Có cả túi xách nữa nè. Trời, cái chỗ này rất là nhiều phụ kiện luôn. Tha hồ trang trí. Cái túi xách nè. Túi xách cho bạn này xách đi. Bạn này mặc áo đỏ thì xách luôn cái túi màu đỏ luôn. Vậy thì bạn này có cái gì để cầm không? Để mình xem coi bạn này có cái gì cầm không? Ôi, 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 bạn này không có gì để cầm ư? À, mình sẽ cho bạn ấy cầm một cái kiếm. Một cái cây này đi. Đó,
Hãy đưa dở cho ta. Và như vậy là chúng ta đã có được rất là nhiều sticker đẹp. Ta-da! Đầy rất là nhiều sticker đẹp nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bản sticker luôn. Thôi, bạn nào cũng đẹp hết nha. Và chúng ta còn dư ở đây rất là nhiều váy áo cũng như là phụ kiện. Đó, để cho các bạn ấy có thể đóng phim hoặc là thay đồ. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha. Không biết mọi người sẽ thích bạn nào nhất đây? Ồ, không biết là ai nhỉ? Và video đến đây thì đã kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các bạn nhé. Bạn nào thích những bản sticker này thì đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện để cùng theo dõi những bộ sticker mới giá lại rẻ của shop PepGB. Muốn đặt hàng thì sẽ rất là dễ luôn nha. Số điện thoại của shop 0937899707. Shop có hẳn một trang YouTube bé Úc Chibi. Trên đó nó có rất là nhiều sticker, nhiều đồ chơi dễ thương cho các bạn chọn lựa. Đó, và mình đã chọn lựa được như thế này. Các bạn thấy thích không nào? Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại ở video sau.